Trở lại chương trình của bản tin ngắn. Xin cảm ơn sự ủng hộ chương trình nhiệt tình của quý vị. Trở lại trước khi đi vào chương trình của bản tin ngắn, chúng ta trở lại tờ tiền $2 của năm 1917, màn hình của Tổng thống Thomas Jefferson. Sự dè dặt của ông Biden, nhịp cáo trạng của ông Trump đang dấy lên sự lo lắng về các đồng minh của ông. Từ từ, người Mỹ đang nhìn vào sự cáo trạng của ông Trump, đó là sự tấn công chính trị và đang diễn ra tại cái đất nước Abadana, cái đất nước cộng hòa chuối, giống như Alan Dershowitz. Ông nói rằng là gì? Mỗi ngày ông ăn một trái chuối. Các đồng minh của Joe Biden được đã lo lắng về cách tiếp cận rụt rè của Joe Biden trong việc giải quyết cáo trạng của ông Trump. Vì ông Trump nhiều tháng đã cáo buộc ông Biden và bộ tư pháp của ông ta trong một cuộc săn lùng phù thủy chính trị nhằm ngăn cản ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tòa Bạch Phiến. Chương trình NBC cánh tả đưa tin cái mối lo ngại ngày càng tăng về những hậu quả nguy hiểm tiềm ẩn giữa các đồng minh của ông Biden trong việc trốn tránh giải quyết các cáo trạng. Ví dụ như ứng cử viên Tim Ryan của đảng Dân Chủ tại Thượng viện cho 2022 đã thất bại. Người cho rằng ông Biden cần dẫn đầu trong việc tấn công ông Trump và hàng loạt cáo buộc hình sự của ông ta, vốn thường bị những người bảo thủ và những người có đầu óc chỉ trích về pháp lý. Ông Ryan nói những gì ông Trump đã làm quá nghiêm trọng, quá mức nhạt nhẽo đến mức tôi nghĩ tất cả chúng ta lập trường cứng rắn, hung hãn, thù địch chống lại ông Trump. Ông lập luận rằng ông Trump và 18 đồng phạm trong bản cáo trạng của luật sư quận tại Georgia đang cố gắng kết thúc cái nước Mỹ như chúng ta đã biết. Trong những nhiều tháng trói buộc, ông Biden và cáo trạng sự phản đối trói triệu của Nhà Trắng hoặc chiến dịch tranh cử của Tổng thống, đáng chú ý là hai người đến từ DOJ khi ông Biden bộ tư pháp gây lệnh bổ nhiệm Jack Smith, công tố viên điều tra của ông Trump. Vào ngày 10 tháng 8, sau khi ông Smith đã yêu cầu xét xử ngày 2 tháng 1 cái vụ án liên quan đến cuộc bầu của 2020, ông Trump đã tuyên bố cái bản cáo trạng giả mạo về Biden và coi ông Smith là một kẻ mất trí. Ông Jack Smith lòn trí giờ yêu cầu cái bản xét xử diễn ra vào ngày 2 tháng 1 trước cuộc họp kín quan trọng tại tiểu bang Iowa. Có những kẻ mất trí liên lạc yêu cầu một ngày như vậy. Một ngày mới của năm mới và sự can thiệp tối đa tại tiểu bang Iowa. Chiến dịch tranh cử của ông cũng phát hành một cái quảng cáo chỉ trích một biệt đội lừa đảo của ông Biden, gồm có bà Willis, ông Smith và biện lý quận Manhattan Alvin Bragg. Một vị tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử sẽ đi vào để ngăn cản cái đảng Cộng Hòa sử dụng mọi tất và sử dụng cả một bộ tư pháp để ngăn chặn ông Trump vào tòa bà đốc. Những điều cái cáo trạng khi ông Biden và gần như tất cả những câu chuyện mà họ đang lo lắng nó có thể backfire một cách rất là mạnh mẽ. Wow. Bây giờ tôi nói thật lòng, bây giờ không có tới ngày hôm nay không có lý do gì mà thật sự chúng ta không bỏ phiếu cho ông Trump. Cái lá phiếu hiện giờ nó không còn là cái lá phiếu về kinh tế nữa, mà nó là lá phiếu để chúng ta bảo vệ cái nền Cộng Hòa thật sự liều. Cái người Mỹ có chấp nhận được một cái đảng đang lãnh đạo một đất nước sử dụng cái luật pháp và bộ tư pháp để truy tố một đối thủ chính trị cạnh tranh và truy tố những cái tội mà đảng Dân Chủ đã từng làm? Sự kiện tại tiểu bang Georgia, ông Al Gore đã từng làm. Sự kiện ngày 6 tháng 1 hoàn toàn vô tội bởi cái thượng viện của Hoa Kỳ. Sự kiện của Stormy Daniels, bà Clinton đã từng làm. Sự kiện của tiểu bang New York, hàng triệu cái tỷ phú của đảng Dân Chủ đã từng làm. Và đó là cái lá phiếu cho 2024. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.